Thái Lan và Việt Nam xứng đáng là đối thủ của nhau trong trận chung kết. Dù gặp thất thế khi đội đối thủ cầm hòa 2-2 ở lượt đi trên sân nhà, nhưng đội quân huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn hạ quyết tâm không từ bỏ chơi một trận để đời trên sân khách để lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2022. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá nơi cập nhật thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Dưới đây là nhận định soi kèo bóng đá trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam lượt về chung kết AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2023. Trước khi trận lượt đi diễn ra, đội tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ gồm Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Hùng Dũng đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với trận chung kết lượt về khi trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. May mắn là sau trận đấu khép lại vào tối ngày 13 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã không phải chịu tổn thất nào do bị án treo giò. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trong tay được đội hình mạnh nhất cho trận chung kết lượt về trên sân của Thái Lan sắp tới. Tương tự như vậy, Thái Lan cũng gần như đủ quân số. Dù trước đó có bốn cầu đầu thủ bị dính thẻ vàng. Do vậy, khả năng bình phục chấn thương để ra sân trong trận đấu tới của Terazit Danda vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo kỳ cựu này vẫn di chuyển khá khó khăn, không thi đấu phút nào trong trận chung kết lượt đi trên sân vận động Mỹ Đình. Thái Lan bước vào AFF Cup 2022 với những hoài nghi. Tuy nhiên, càng thi đấu họ chơi càng hay. Hành trình tiến vào trận chung kết của Thái Lan đã minh chứng điều đó. Dù đối mặt với những khó khăn, nhà đương kim vô địch vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp cao. Đó là tình cảnh bị Indonesia dẫn bàn trong tình thế chơi thiếu người nhưng Thái Lan vẫn xoay chuyển được cục diện để cơ hòa 1-1 trong trận đấu ở vòng bảng trên đất Indonesia. Đó là khi bị Malaysia đặt vào tình thế khó trong trận đấu lượt đi, thua 0-1 trên sân Malaysia. Nhưng với lợi thế sân nhà ở trận bán kết lượt về, Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 để đi tiếp vào trận chung kết bằng chiến thắng chung cuộc 3-1. Ngay cả trận chung kết lượt đi với Việt Nam, Thái Lan cũng nhập cuộc khá khó khăn để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1, nhưng bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á đã giúp Thái Lan lấy lại thế trận, ngược dòng dẫn trước 2-1. Dù đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối, nhưng đội quân của huấn luyện viên Manu Poking vẫn có thể hài lòng với những gì đã thể hiện. Trong khi đó, sau hành trình vào chung kết tương đối suôn sẻ, đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng gặp thử thách lớn nhất mang tên Thái Lan. Thành tích giữ sạch lưới hơn 600 phút của Văn Lâm cuối cùng cũng bị đối thủ phá bỏ. Do vậy, trong bối cảnh để đối thủ vươn lên dẫn trước. Việc có được tỷ số hòa trên sân nhà trước trận bán kết lượt về cũng là kết quả không đến nỗi nào của đội tuyển Việt Nam. Tin bóng đá nhận định, huấn luyện viên Mandu Poking tiếp tục cho thấy ông không phải là đối thủ dễ chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức và Brazil tiếp tục không để ông Park khuất phục trong lần chạm trán thứ ba trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của ông Poking, Thái Lan vẫn trình diễn lối chơi tấn công kiểm soát bóng đẹp mắt. Dù nhiều thời điểm khó khăn bị đánh mất thế trận vào tay Việt Nam, nhưng Thái Lan vẫn cho thấy dáng dấp của đội bóng lớn. Trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Thái Lan đặt đội tuyển Việt Nam vào tình thế khó khi buộc phải thắng hoặc hòa với tỷ số cao hơn ở trận chung kết lượt về mới có thể lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2022. Buộc phải thắng hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên là điều khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy nên nhớ thầy trò Luis Park Hang-seo từng đánh bại đối thủ ở kinh cấp ngay tại Thái Lan. Trước đó ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008, đoàn quân do huấn luyện viên Karisto dẫn dắt lúc đó có gây chấn động bằng chiến thắng ngay trên sân của Thái Lan để lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Đó là những trận đấu để đời của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ngay trên sân khách và nó có ý nghĩa như một liều doping giúp đội tuyển Việt Nam cho chuyến làm khách trên sân Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup Hành 2022 diễn ra vào ngày 16 tháng 1 sắp tới đây. Trong phòng họp báo sau trận lượt đi, huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc đi nhắc lại 3 lần câu đồng thời khẳng định chúng tôi sẽ không từ bỏ để thể hiện quyết tâm của mình. Không biết chừng trong những ngày thi đấu với quyết tâm cao, trình diễn hình ảnh chuyên môn sâu sắc, thầy trò huấn Park Hang-seo sẽ vượt qua cửa khó để lên ngôi vô địch. Tin bóng đá dự đoán tỷ số trận đấu giữa Thái Lan Việt Nam sẽ là tỷ số 1-2 như về phía đội tuyển Việt Nam và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên ngôi vô địch tại AFF Cup hành 2022. Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2023 trong trận bán kết lượt về AFF Cup hành 2022. Theo bạn giữa Thái Lan và Việt Nam đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và lên ngôi vô địch tại AFF Cup hành 2022? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.